mời bạn số 4 làm câu số 1. Digestive system, choose wrong answer. A is from mouth to external os of anus. B involves three germinal layers, metaderm, endoderm, and ectoderm. GIST cysts are sarcomas that can be located in any part of the digestive system. And D, Meissner plexus can be seen in its muscular layer of small intestine. Ở đây nói về đường tiêu hóa, nó hệ thống tiêu hóa thì chọn câu sai. Câu A nó bắt đầu từ miệng cho tới cái cơ thác ngoài của hậu môn. Câu B đó chính là nó liên quan tới ba cái lớp bì, đó là meso là trung bì, endo nội bì, ecto là ngoại bì. Rồi theo cái cyst, nó là một cái ung thư sarcoma mà nó có thể nằm bất kỳ vị trí nào trên cái đường tiêu hóa. Câu D đó là đám rối Meissner thì có thể thấy ở ngay cái lớp cơ của ruột non. Thì ở đây câu sai là em chọn câu D, tại vì nó sẽ nằm ở lớp dưới niêm mạc, còn cái đám rối Auerbach nó mới nằm giữa lớp cơ dọc cơ vòng của đường tiêu hóa. Rồi, thank you. Dạ thưa thầy, câu 2 là những cái túi thừa Meckel thì thường biểu hiện như thế nào trên thường gặp trên lâm sàng? Câu A là gastrointestinal bleeding là xuất huyết tiêu hóa. Câu B là obstruction là tắc cuộc, là tắc nghẽn. Câu C là diverticulitis là viêm cái túi thừa. Câu D là intermittent abdominal pain là đau bụng hành từng cơn. Thầy đáp án đúng là câu A. Yeah, thank you. Yeah. Bây giờ các bạn sẽ có 3 phút để học về túi thừa Meckel. Rồi các bạn tự động đi tìm tài liệu và thầy sẽ chỉ định. Mời bạn Châu Lanh chuẩn bị bài túi thừa Meckel. Rồi bạn số 9 tiếp tục. Câu số 3. Strangulated intestinal obstruction means choose wrong answer. A. Superior arterial blockage. B. Slowed blood obstruction. C. Chữ đầu đọc sao thầy? Incarcerated. Inguinal hernia. Câu D là true agency. Dạ thầy là tắc ruột do thắt nghẹt. Câu A có nghĩa là cái sự tắc nghẽn của dòng máu máu nuôi phía trên đoạn ruột. Còn câu B là sự tắc ruột quay kín. Câu C có nghĩa là thoát vị kẹt không thầy? Đúng, giỏi đó. Nhìn được chữ thoát vị kẹt là giỏi rồi đó. Okay. Câu D là chọn cái câu A, còn câu A câu C. Dạ thầy là đáp án là câu D, nó sai cả hai câu A với C luôn. Yeah, thank you. Rồi chúng ta qua tới câu số 4, mời bạn số 13. Which of the following statements about the treatment of small bowel obstruction is not true? Là những ý nào sau đây về điều trị tắc ruột non là không đúng? Câu A, most partial obstruction resolve with non-operative treatment là đa số các tắc từng phần. Không phải, bán tắc ruột. Đa số bán tắc ruột được giải quyết với cách điều trị không phẫu thuật. Câu B, most complex obstruction require surgery là đa số các tắc ruột toàn phần thì yêu cầu phải phẫu thuật. Câu C, diarrhea require surgery là tiêu chảy thì phải phẫu thuật. Câu D, supportive care is similar for small and large power obstruction là chăm sóc hỗ trợ thì đơn giản với tắc ruột non ruột già. Similar đặc biệt là đơn giản được. Giống nhau giữa tắc ruột non ruột già. Đáp án đúng là câu C. Ok, dạ. Yeah. Đề này không có gì khó. Tuy nhiên một lát chúng ta sẽ giải thích các thuật ngữ thế nào gọi là tắc ruột bán phần, thế nào là cái hội chứng Ogilvy. Dạ, và bác có thêm cái hội chứng đó nữa.
Rồi câu số 5 mời bạn Cẩm Giang. Cloud love obstruction, choose wrong answer. A is assessment. Assessment of power obstructed at two points along its course, resulting in progressive accumulation of fluid in gas within the isolated love. Cái chữ này đọc là gì? Cái câu B đọc là gì? Volvulus. Volvulus is more frequent. Rupture in the law of Laplace. Embolism of mesent artery could be the cause. Là cái câu này hỏi là tắc ruột quai kính, chọn câu sai. Câu A là một cái đoạn ruột bị tắc nghẽn ở cái hai điểm dọc cái đường đi của nó, là dẫn đến là tích tụ cái dịch và khí ở trong cái ruột mà nó bị tắc nghẽn đó thầy. Cái que ruột mà bị cô lập á, que ruột mà nó đã không còn thuộc hệ tiêu hóa nữa, tức là nó bị cô lập luôn rồi, nó bị cách ly luôn ở qua một bên luôn rồi. Hay là câu B á là cái xoắn ruột thì thường xảy ra. Câu C á là tắc ruột ở trong cái định luật Laplace. Câu D á là tắc cái động mạch, tắc cái mạch máu, tắc cái mạch động mạch mạch treo thì thường là cái nguyên nhân, chọn là câu D này. Ok, embolism mình dịch tắc là không đủ. Thuyên tắc này. Thuyên tắc mới được. Ok. Ở đây chúng ta sẽ bị ba câu hỏi khó. Câu hỏi thứ nhất là tắc ruột kính là gì? Câu hỏi thứ hai volvulus là gì? Câu thứ ba là định luật vỡ ruột theo định luật Laplace là gì? Và câu số 4 là thuyên tắc ruột non thì thuyên tắc cái động mạch mạc keo đó thì thường là động mạch mạc keo nào và gặp trong những bệnh lý nào? Như vậy ta sẽ có bốn bạn sau đây sẽ phải trả lời tiếp tục. Hồi nãy bạn Châu Lâm sẽ sắp sửa trình bày cho mọi người về tứ thừa mít keo. Bạn số 2 là Duy Dương sẽ trình bày về tắc ruột kính, tiếng Anh là closed loop obstruction. Bài đó hơi khó cho nên cho Duy Dương 5 phút. Bạn Hoàng Hơn sẽ trình bày về volvulus, xoắn ruột. Bài này khó luôn cho nên cho bạn 5 phút. Bạn kế tiếp là bạn Lê Minh Anh Thứ sẽ trình bày về rupture theo định luật Laplace. Bạn cuối cùng là bạn Thảo Uyên sẽ trình bày về thuyên tắc của những bệnh lý nào, ABC của thuyên tắc động mạch mạc keo. Rồi bây giờ Châu Lâm sẽ trình bày về share màn hình và trình bày về tứ thừa mít keo. Cái quan trọng nhất của bạn Châu Lâm là phải nhắc lại cho được cái etiology của tứ thừa mít keo. Em phải chiếu được ống não hoàng, em phải chiếu được cái midgut. Nếu không có đó thì 14 bạn còn lại sẽ không theo em được. Tứ thừa mít keo là embryology, là nó xuất hiện là do cái túi ống não hoàng kết nối thai nhi với cái túi não hoàng không hấp thụ được hoàn toàn nên nó phát triển thành túi thừa mít keo. Cái hình 2 này là cái hình ảnh của túi thừa mít keo. Về khoa học của túi thừa mít keo thì chúng ta biết túi thừa mít keo thì nó nằm cách van hồi manh tràng 40-60 cm, nó có đủ cả ba lớp của thành ruột luôn. Nó cái túi thừa này nó được lót bởi niêm mạc hồi tràng. Nhưng mà các loại mô khác thì người ta cũng tìm thấy ở đây và có thể thấy được cả niêm mạc dạ dày luôn. Và vì đó, nó có niêm mạc dạ dày, nó có thể tiết axit nên nó có thể gây viêm loét dẫn đến xuất huyết hoặc là cả hai. Túi thừa mắt keo bình thường thì nó không có triệu chứng, nhưng mà nó có thể gây các biến chứng như là xuất huyết cho loét, viêm túi thừa, tắc ruột, hiếm hơn là rồng ruột, xoắn ruột, tắc vị túi thừa. Để chẩn đoán được cái túi thừa keo thì có lâm sàng. Một bệnh nhân đó mà xuất huyết mà mình không chẩn đoán được nguyên nhân thì mình có thể tìm bằng mắt keo scintigraphy để tìm có túi thừa mắt keo không. Đối với điều trị đó, thì giờ phương pháp duy nhất đó, thì mới điều trị thừa mắt keo là phẫu thuật cắt bỏ mà nếu chảy máu, nếu mà không có triệu chứng gì thì không cần can thiệp. Hết. Ok, xuất sắc. Rồi, cảm ơn bạn.
Xin mời bạn Duy Dương trình bày về tắc ruột kính, hay còn gọi là closed loop obstruction, tắc ruột mà bị nghẽn chặt hai đầu. Xin mời. Dạ, thì tắc ruột mà bị nghẽn hai đầu thì nó sẽ là một dạng đặc biệt của tắc ruột. Thì cái hai đầu này nó sẽ dính vào một vị trí, khi mà nó xoắn lại thì nó cái mạch máu đi nuôi cái quai ruột bị tắc này sẽ bị tắc nghẽn, nên là cái quai ruột này sẽ dễ hoại tử. Nên là đây một là tình trạng cấp cứu, thì thường nó có thể là do sự dính ruột trong nội tạng hoặc là tác vị nội bên trong. Thì ở ruột già thì cái nguyên nhân thường là do xoắn ruột, là xoắn ruột ở đại tràng sigma. Hình ảnh hay là trên X-quang đó là hình chữ U ngược hay là chữ hạt cà phê. Còn về ở ruột non thì thường là do nghẹt như vậy, hình ảnh như vậy là nó các hai cái quai nó dính vào nhau và cái đầu nó xoắn lại. Thì thì triệu chứng trên lâm sàng chúng ta sẽ thấy có cái dấu hiệu quanh, thì mình chúng ta sẽ thấy có thể một cái quai ruột nổi nằm trên hành bụng bệnh nhân và ấn rất đau. Dạ, phải trình bày với em xin phép. Rồi. Em mới kiếm được có... À, thầy thấy chưa thầy? Thấy, mới giờ thấy. Ờ, dạ. Dạ, thì cái phương pháp động mạch mạch chi tràng trên đó, thì đầu tiên là nói về cái động mạch mạch chi tràng trên, nó là cái nhánh tách từ của động mạch trung bụng và nó cung cấp máu cho manh tràng, đại tràng và 2/3 đại tràng ngang. Thì nói về cái nguyên nhân mà để phương tắc đó thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Trong đó thì người ta thấy là có do thiếu máu cục bộ ruột cấp tính và cả thiếu máu cục bộ mãn tính. Thì bắt đầu là do cái thuyên tắc động mạch là cái bắt đầu là từ cái tâm nhĩ trái, hoặc là ở những cái bệnh nhân mà bị rung nhĩ hoặc là giảm vận động tim thì nó sẽ không có cung cấp đủ oxy đến. Dạ, còn về cái sinh lý bệnh của nó thì hồi nãy là nó đã cung cấp máu cho manh tràng đại tràng lên và 2/3 đại tràng ngang. Thì khi mà cái nhánh này nó cung cấp như vậy mà nó bị tắc á, nó có những cái phân nhánh ra những khác, là những cái phân nhánh gọi là động mạch cung. Thì khi mà đi mà cái động mạch cung này nó đi cung cấp đến những cái phần cuối của ruột non và nó bị, khi mà nó không có đủ oxy thì nó sẽ dẫn đến là cái thiếu máu cục bộ ở cái động mạch này, tại vì nó tắc ở cái chỗ những cái động mạch cung dẫn đến cái máu cái đường đi cho cái động mạch đó này. Tùy nó tắc nào, nếu mà nó tắc ở ngay gốc mà kêu trên là thúi luôn 5 mét ruột non luôn. Dạ. Rồi, xin chào. Rồi, mời bạn Hoàng Hân. Và bạn Định Lực Laplace chuẩn bị. Các bạn phải vượt qua được cái từ này nè. Nếu các bạn không vượt qua được từ này thì coi như các bài sigmoid colon volvulus bị trừ 50% số điểm. Dù các bạn viết hết một trang A4 hay là hai trang A4, các bạn có mô tả gì mô tả mà cái người chấm bài đi tìm cái từ dolichocolon mà không thấy thì người ta sẽ trừ em 50% số điểm. Như vậy nhiệm vụ của em là khi người ta nói tới bài dolichocolon, em chỉ cần kêu người em trình bày về cái volvulus của đại tràng sigma thì em chỉ cần nói bệnh nhân có dolichocolon cộng với lại táo bón là đủ. Còn toàn bộ triệu chứng hồi nãy bạn Duy Dương đã mô tả rồi. Nếu cẩn thận thì em nói thêm cái triệu chứng là bụng im lìm, hay còn gọi là dấu hiệu von van. Hồi nãy bạn Duy Dương có nói von van nhưng mà lại không có viết dấu hiệu von van. Đó. Dấu hiệu này ta đọc là dấu hiệu von van. Von van. Von van, von van, hơi bị khó một chút. Rồi, như vậy các bạn Hoàng Hân hiểu được cách trình bày bài của em chưa? Rồi, trình bày lại đi. Đầu tiên là em hãy share cho được cái màn hình cái dấu gọi là dolichocolon.
Vậy thì em phải nói cho mọi người biết dolichocolon là cái gì. Là bệnh nhân bị dài cái đoạn đại tràng này. Đúng. Dolichocolon còn gọi là cái đoạn đại tràng nó bị dài, hay còn gọi là bệnh megacolon. Colon cái bệnh thì nó thường là phổ biến ở những cái người cao tuổi mà ăn nhiều thực vật. Rồi vậy vậy thôi. Còn triệu chứng hồi nãy bạn Duy Dương nói rồi, hiểu không? Nhưng mà thầy vẫn yêu cầu em nói là bởi vì cái từ dolichocolon đa số 90% các bác sĩ quên nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe hai bạn còn lại. Vậy thưa thầy và các bạn, là em xin trình bày về định luật Lavoisier trong tắc cục kính. Thì nó là T bằng B nhân R chia 2T. Trong đó T thì là lực căng thành ruột, B là áp suất, R là bán kính. Còn T nhỏ là độ dày của hành ruột. Thì định luật Lavoisier này nói là sức căng của hành ruột thì nó tương ứng với cái bán kính của hành ruột. Tức là bán kính càng lớn thì nó căng càng dữ. Khi tắc ruột kiểu quay kính ở đại tràng van cái van hồi manh tràng nó cần hiệu lực, thì nơi nào có cái bán kính càng lớn thì căng càng dữ. Vậy thầy, đó là cái chỗ manh tràng có bán kính lớn nhất nên thường là vị trí vỏ hay gặp nhất. Rồi, thank you, như đó đủ rồi đó. Rồi, xuất sắc, cảm ơn bạn Anh Thư. Ủa thầy ơi, cho em hỏi cái là bài của em là bán tắc ruột, nhưng mà cái dấu mà thầy gửi cho em là cái dấu mà nằm ở bên phần tắc ruột giả thầy. Oligi là bác tắc ruột giả, đúng rồi. Bác tắc ruột nó có một câu một à. Khi bệnh nhân đánh rắm được cái là hết. Địch được cái là hết đau bụng. Cứ thế à, đau bụng, con rắn nó bò tới đó nghe cái là hết. Đó, chỉ có chuyện trước một như thế, gọi là bác tắc ruột. Nó đau từ một chỗ, rồi nó đi về, đi theo từ một chiều, rồi nó sẽ vượt qua một chỗ, rồi nghe cái thì hết đau. Ta gọi là bác. Khi nào bệnh nhân mà nghe cái là hết rồi, bệnh nhân biết luôn. Và mỗi lần mình đánh rắm được cái, bệnh nhân cảm thấy cuộc đời hạnh phúc vô cùng sung sướng luôn, mặc dù mấy người xung quanh bị bom nguyên tử chạy tán loạn hết. Thì cái người đó rất là khỏe. Nhất là vô lớp học, mỗi lần anh ta bỏ được cái bom nguyên tử Hiroshima Nagasaki hiện ra, anh ta cảm thấy nhẹ trong người, trong tim như lớp thì ngộ độc dần dần. Rồi, bạn mô tả gì dấu hiệu Ogilvy, hơi khó đọc. Ogilvy cũng có một câu mòn. Đây là một hội chứng rất nguy hiểm. Ngày xưa, bây giờ thì không đến nổi nữa. Từ hồi chúng ta có cái nội soi ổ bụng chẩn đoán thì nó đơn giản rồi. Cái hồi mà chưa có những tua trực một đêm, các bác sĩ mổ lầm 3 ca. Ngày xưa trong tiếng Pháp nó tiện nhất là cái từ laparotomy blanche. Tiếng Pháp nó gọi là laparotomy blanche. Đây là cái từ mà tất cả các phẫu thuật viên ai cũng kỵ. Coi như là giống như là em bị đi ra đường mà em gặp con rùa hay là gặp con mèo vậy đó. Laparotomy blanche. Thầy xem màn hình đi. Yeah. Học tiếng Pháp, bác sĩ ngoại mà biết tiếng Pháp ai cũng sợ cái từ đó dữ lắm. Rồi, còn thấy chưa? Laparo các bạn thấy quen không? Quen, quá quen đúng không? Tommy tiếng Anh tiếng Pháp giống nhau luôn. Như vậy Laparo Tommy nghĩa là gì? Dạ, thầy là mình cái thủ thuật để mình mổ bụng bệnh nhân đó thầy, mở bụng đó thầy. Rồi mở bung cái bệnh banh bụng ra. Còn cái blanche là màu trắng. Màu trắng, tức là mở ra không có gì chứ. Chẩn đoán là di phúc mạc mà mổ ra không có gì chứ. Thì gọi là laparotomy blanche. Là cái nguy hiểm nhất của laparotomy blanche đó là cái hội chứng tắc ruột giả hay là di phúc mạc giả. Có nghĩa là em ấn bụng đề kháng nhưng mà mổ ra thì không có gì hết. Không có cái gì. Ta gọi là laparotomy blanche. Thường gặp nhất ở những người bị viêm đại tràng co thắt. Viêm đại tràng co thắt. Chưa?